mấy cái bất động sản, nhiều cái nó hội thảo rồi nó kêu bằng gì học chuyên sâu về cách bất động sản, buôn bán bất động sản, đấu giá đất đai, quy hoạch đất đai, rồi phân lô ra buôn bán, rồi tiền nhân tiền, rồi học chuyên sâu, rồi học học gì học cơ bản, học nâng cao, học chuyên sâu đúng không? Thì tôi hỏi có nhiều cái trường hợp thầy bức xúc với vấn đề á là nó chưa biết cách ứng xử trong cái vấn đề mà thủ tục hành chính, giấy tờ hành chính, giấy tờ đất đai bằng khoáng đỏ bằng phô bằng sổ đỏ sổ hồng sổ trắng. Thì lý do là thầy học tiến sĩ rồi và thầy học hồi đại học thì cũng có trong lực, thầy bực mình cá không biết mấy cái anh chàng mà tổ chức mượn những khách sạn, mướn những khách sạn này tụ họp từ 500 người 1.000 người để làm gì, nhưng mà nó nói tào lao tứ đế gì nhưng mà nó không dạy pháp luật. Tao hỏi mày, cái pháp luật là quan trọng nhất, và học đại học là có cái luật nè, luật đất đai, luật bất động sản, luật buôn bán, luật kinh doanh, luật hộ khẩu, luật căn cước, luật gia đình, luật tài nguyên môi trường, luật cấp cái luật cấp đất đai gia đình, rồi luật luật quy hoạch, rồi luật bán quy hoạch, rồi luật thương mại, luật đấu giá, rồi luật nói tổng còn luật luật đường bộ, luật giao thông đường bộ, đường sông, đường biển, luật xuất nhập khẩu, luật buôn bán, mà tao chưa bao giờ đến mà nó hôn nó hướng dẫn cho luật này luật kia, nhưng mà vô có nói về luật tao. Tao hỏi mày giờ mấy cái hàng mà bất động sản mày bắt gì, mà mày giờ tao hỏi mày đi, nó hỏi thầy là thầy có tốt nghiệp gì chưa, thầy tao nói tao là tiến sĩ rồi, là tao đã xưng cái danh lớn rồi, mà giờ mày hỏi mày là giáo viên đứng trên bục, mày có xứng đáng đứng lên bục giảng chưa, mà thấy một giáo sư tiến sĩ mày mà coi như thầy của mày, mày phải ngồi lên trước rồi mày phải mời lên chứ, đến mày không mời rồi mày đứng, tao đứng đó mày không không lại mày xuống giắt tay lên mày đặt tao ngồi đâu, tự nhiên cái giờ mày nói bây giờ chứ thầy ngồi đâu, hỏi bực mình không? Tao hỏi mày 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 mời tao rồi đăng ký trên mạng phải không, con nói điếc trên mạng rồi mày đăng ký vô là mày có tên có tuổi rồi, thì mày đến mày có địa chỉ mày gửi email gửi Zalo này kia tao biết rồi, hỏi tới mày hỏi vậy chứ ông sư đến đó ông ngồi sau hay ngồi trước hay nào, ủa không lẽ tao nói tao ngồi trước cao nhất, giờ người ta có giám đốc hay là người ta làm tỷ phú hay là một ông vua đi đến mày hỏi ông vua ngồi chỗ nào hả hả, rồi mày hầu già cả người lớn tuổi nhất mày hỏi ngồi chỗ nào hả, thấy không? Thầy nói đó, thầy hỏi con đi, khi một vị trí cách sắp xếp coi con có người là trí thức ngưỡng học chưa, rồi khi mình là giáo viên mình hạc sĩ mà nghe nói một ông giáo sư đều không dạy trường học nhưng mà ta cũng học ra trường là tiến sĩ, mình cũng cho mời coi cao hơn là mấy ông giám đốc luôn á, tại vì mấy ông giám đốc quán học chỉ có là giàu có bất động sản hay tỷ phú, nhưng mà cái tiếng giáo sư tiến sĩ hay ta học tiến sĩ dù sao ta không học không làm gì, nhưng mà người ta đã nói học là ta học ra trường rồi, còn đại học hạc sĩ là ngồi ở sao, rồi những người già cả cũng ngồi sao mấy người đã có ăn học, rồi giờ mày phải làm dù có chức sắc cao vẫn biết, mày thấy một sư thấy một lãnh đạo là cũng phải cho lên ngồi hàng đầu. Bất động sản mà nó không có sản gì hết trơn, mày không có sùng mà không có sản lên gì, nó không có sung sức gì hết. Giảng ta làm yếu xìu mà yếu đuối luôn như trái chuối. Ta hỏi giờ thầy đến thì mình phải hỏi ở sư, ơi sư sư đến đây là sư đăng ký lên học thì rất là hân hạnh đón tiếp sư, mình phải dẫn lên rồi mình đặt vô ghế, tự nhiên cái mày hỏi câu sư ngồi nào sư, cái thầy giả bộ này thầy giả độ chứ ai mà ông sư tao tao ngồi sau là cũng xứng đáng rồi, sư sư mời sư lên ghế ngồi đầu hoặc ai đó nhường ghế cho thầy ngồi để sư còn có chỗ với sư hết ghế ngồi rồi sư ơi sư đứng không. Nó mắc dạy ra, nó nói mà đến hội trường, đến cơ quan, đến xí nghiệp, đến công ty, đến cơ quan nhà nước, đến đến hội họp và đến những cái nơi công cộng, nơi tổ chức sự kiện văn hóa hát hò, ta nói ông sư cũng thích tâm sự muốn giao lưu mà người đời cũng thích giao lưu tâm sự nhưng mà phải có giờ có giấc, còn lúc hội họp có giỡn rồi lúc cơ quan làm việc cũng không có đơn giản, phải không? Phải có cái chỗ ngồi chỗ lịch sự. Cái bất động sản vô đào tạo cái hai thầy nói vậy chứ trong cái vấn đề vô học chuyên sâu có tốn tiền,
tận hữu đào tạo mà anh chưa bao giờ nói thạc sĩ tiến sĩ, mà nó có xứng đáng gì dạy học không? Để tao đây thạc sĩ tiến sĩ, tao đi học thạc sĩ với đi học ba cái chuyện tào lao này sao? Cái nói sư học không, tao nói mày là học sinh với là sinh viên ha, mày học rồi cũng cụ sinh viên không khởi hơn thầy được, mà thầy tiến sĩ rồi mày mày chưa có bằng đó đâu, mày là học sinh rồi. Hai nữa giờ tao nói ông phủ tướng chính phủ nhà vua chủ tịch nước chúng ta hỏi, nhưng mà nếu là tao nói về ăn học tiến sĩ là cao nhất, thứ hai là kêu bằng cụ sinh viên hết không, còn người học rồi là đang học là sinh viên, còn người ta học rồi là cụ sinh viên, là một người có chức sắc và có đã học rồi ta mới có cụ sinh viên. Thì giờ thầy nói đến thì mắc cái bất động sản đi, ta hỏi giờ hỏi thôi, cơ bản 40 triệu học cao lên chút là 40 triệu, còn học chuyên sâu là 6-80 triệu, tao nói hạnh trăm mấy chục triệu, tao nói học lấy cái bằng tiến sĩ cho sướng, mà tới tiến sĩ người ta đào tạo gì con? Gì mười khó học bất động sản mà lấy nhiều tiền vậy à? Lấy trăm mấy chục triệu mà anh giờ thầy không lẽ thầy lên video hay tao đứng lên tao phát biểu tao giơ tay tao nói ủa nãy giờ tao nói mày không bất động sản mà tao thấy mày chưa sản chưa nói gì lực bất động sản gì chân vậy, mà mày nói gì tào lao buôn bán kinh doanh gì, tao nói ai cái nào cũng lực buôn bán nào kinh doanh, nhưng mà mày có dạy lực chưa? Mà tao nói bức xúc nhiều vấn đề này, giờ là tất cả các người cò đất dễ bị quy, mà tại sao mình không giảng pháp luật đúng sai để cho nhân viên và chính trong nội bộ mình không dính pháp luật, không bị lừa đảo, không bị lừa gạt, rồi bị buôn bán kinh doanh không bị lừa nhau? Sao mày không lực là anh vừa lực đất đai, lực tranh chấp, lực buôn bán, tại sao mày không dạy mà cứ dạy tào lao? Nên bộ văn hóa và các cái ngân bộ chủ tịch phải vào cuộc, các cái trung tâm mà bất cứ tổ chức nào chương trình về xây dựng bất động sản, tổ chức bất động sản, tổ chức quy hoạch đất đai, phải làm khó những cái tổ chức này và cho tổ chức đào tạo phải thạc sĩ tiến sĩ, chứ không phải là cứ mượn khách sạn lấy cái danh, lấy cái học ra, lấy cái kiến thức ra rồi đào tạo người ta. Rồi đào tạo tại sao mà không mướn những giáo sư tiến sĩ của mấy cái trường đại học ra, người ta có bộ giáo dục, mà nói đào tạo là nói về giáo dục. Giáo dục phải đến trường hay đại học, chứ giáo dục đâu mà khách sạn, nhà hàng rồi mượn giáo dục đi, nhưng mà ta mượn cơ sở đó, nhưng mà phải có cái tổ chức đó của bộ giáo dục hoặc là cái trường đại học tổ chức. Còn bất động sản thì phải mời được giáo sư tiến sĩ của trường nào đến giải thích và nói. Chứ nội giờ buôn bán kinh doanh mà hỏi giờ mấy thằng cò mấy thằng đất nó không biết gì lực đất đai, lực buôn bán kinh doanh là nó. Giờ thầy đố các con cái ngành nào dễ lẻ lẻ mà giỏi ghê đó, mày cũng thì nữa, đừng có nói còn lẻ mắc cỡ không hả? Bởi vậy cũng chưa kêu bận gì, chưa chấp nhận cái sự thật của mình. Thứ nhất là hết khen đẹp, hết ra khen toàn diện mà không biết mình là người có đủ không, đủ điều kiện không, như thầy khen vậy đừng khen thầy nha, đừng khen bệnh khen đau khen khổ với thầy nha, cấm chấm dứt á. Thì thầy nói cái ngành bất động sản là thầy, thầy tính thầy kinh doanh bất động sản là sao mà thầy không có kinh doanh đó. Vậy con có học đại học lực chưa? Ủa quên, con có đi học đại học chưa? Mày nói mày đậu đại học rồi mà tao nói học có ngành nào mà rốt qua cái bậc lực đất đai, lực bất động sản có không? Chắc mày đừng nói học có học lực nào luôn, học công nghệ thông tin cũng không có luôn. Tao nói không bất cứ ai mà học đại học bất cứ trường nào ngành nào cũng phải có pháp luật hết, phải đó từ 10 đến 20 môn pháp luật, không có vượt qua khỏi mấy cái môn đó. Thì mày đừng nói lấy cái bằng đại học, học trung cấp cũng vậy nữa. Giờ mày học ngành gì không biết, chuyên môn bất cứ cái gì mà học, có ngôn ngữ Anh cũng phải có cái ngành pháp luật, trong đó ngôn ngữ Anh chỉ cuối năm mày mới có chuyên môn một ngành đó, chứ tất cả đều học trường đại học bèo nhất cái ngành 4 mấy môn, 6 mấy môn, 80 môn, rồi có trường 130 mấy môn. Mày làm gì có tình trạng mày học đại học ra hỏi lực đất đai, lực nhà cửa, lực hôn nhân gia đình, lực hiến pháp, hiến chương, lực cơ bản, lực chuyên mấy cái lực mày không nắm được được gì hết trơn. Thầy hồi nãy con nói đúng câu phải không? Ừ. Con nói tiếp câu nữa nha. Câu gì nhiều chuyện quá. Mày lẻ sự. Thầy nói đây nói này cũng là tao lanh lắm rồi mà nói. Cái ngành nào mà giàu nhất là con nói bất động sản đúng không? Ừ. Rồi cái câu thứ hai tiếp là tài sản là một cái tài sản khổng lồ, cái số tiền lớn, không có gì bằng đất đai. Thầy nói giờ cái ngành bất động sản mà tỷ phú giàu có nhất cũng nhờ bất động sản,
mà giờ mà bao nhiêu đại gia buôn bán kinh doanh mà không qua bất động sản cũng mày sản luôn, mà mày cũng tiêu tan tài sản luôn, mà mày cũng là gì, phá sản luôn. Ôi, sao mà ghê vậy thầy? Từ khi mày suy nghĩ đi, trời ơi, mày suy nghĩ nè, giờ buôn bán tao hỏi mày sao giàu, bán nhà bán cửa bán đất mày mới giàu, bán xe bán cộ cũng buôn bán mày mới giàu. Mà tao hỏi mày nghĩ sao mà tự nhiên mày ngồi đó mày làm công nhân mà mày giàu, mày đi chạy xe Honda mày giàu, chạy xe hôm tiền nhiều lắm nè hen, chạy tài xế xe đi mày chạy cũng khơi tao tháng mày trả mày nhiều chứ làm gì mày có nhiều hết. Giờ mày làm ăn đi, nhiều khi bữa đó không có khách mày cũng đói chứ tao, lỗ tiền xăng tiền cộ mày nói sao giàu. Thì thầy nói giờ rất là nhiều tỷ phú ở Việt Nam, thầy nói giờ nữ bất động sản rất là nhiều người, rồi nhất là chứng khoán, cái thứ hai cao nhất là bất động sản, cái thứ hai gì, nhu cầu gì không, mua trái phiếu, bán chứng khoán, bán trái phiếu, bán gì con, trong thường thường ta kêu bằng gì ta, những cái mà bán buôn bán bất động sản với chứng khoán là kêu bằng gì ta, kêu gì nữa, trái phiếu rồi bán gì ta, đó thì bán đổi tiền ra tiền vô đó, bán tiền tệ, mua tiền tệ. Thì vấn đề thầy nói giờ thứ nhất là bất động sản, và những người giàu có nhất là vẫn cũng chỉ do là ngành bất động sản, rồi những người mà mua chứng khoán bán. Thầy nói bao nhiêu người nữ đại gia, nam đại gia và tỷ phú và những người làm chức sắc nữa dễ, nhưng mà ai cũng nhào đầu vô, không ai chấp nhận mình hết á, mà không vô đâu. Không ai bắt đâu. Tôi tỷ phú đại gia nè, thằng nào dám bắt tôi? Tao làm tỏi nè, thằng nào vỗ ngực xưng tên nói vậy nói nghe coi. Tao nói bao nhiêu nhà sư nè, nói mày hô, mày tu hành, mày vi phạm pháp luật rồi cái cho mày sống, rồi mày người đời, mày hô mày cho mày yên, rồi mày tỷ phú cho mình yên, rồi mày hô lãnh đạo cái không tu. Giờ tao hỏi mày nhà nước mày coi bao nhiêu thông tin, có ông lớn ông nhỏ nào gì, tao nói mày đương chức không ai dám nói mày về hưu đi rồi mày biết. Bao nhiêu người mày có coi tin tức chưa? Vậy có chưa? Không có hết rồi. Thì thầy nói vấn đề hiện nay đó là bất động sản, mà thầy nói giờ yêu cầu Bộ Giáo dục, tại vì rồi bên Tài nguyên Môi trường phải vào cuộc cản trở những chương trình buôn bán đất đai, quy hoạch đất đai, rồi bất động sản, rồi phải những cái khách sạn coi tin tức chỗ nào nó tổ chức hội họp, rồi huấn luyện giáo lý, huấn luyện về buôn bán kinh doanh, phải Bộ Giáo dục đến trực tiếp, Bộ Văn hóa vô, rồi mấy cái bộ kia phải làm việc với mấy cơ sở trước khi mà họ diễn ra cái hội họp hội thảo, giống như giờ hội du học là nói về Bộ Giáo dục, nói về giáo dục đúng không? Phải văn phòng giáo dục qua làm việc với cái đó trước ngày hội thảo. Có xin giấy phép chưa? Ra tổ chức bao nhiêu tiếng, có xin phép chưa? Và có nói qua tiếng chưa? Rồi giờ bên bất động sản nó kinh doanh buôn bán mà nó có không qua nhà nước, không qua Bộ Giáo dục không? Tại vì nó kêu bằng giáo dục mày lấy tiền mà. Rồi giờ mày buôn bán kinh doanh là mày phải qua đất đai, là phải qua Tài nguyên Môi trường, và qua bên kêu bằng ủy ban thành phố, rồi qua bên còn nói đào tạo lại qua giáo dục hết. Bây giờ không có sự gì vậy, làm chứ tổ chức khâu tiền với tập trung đông người đấy làm bậy, nhiều khi nó phun tin cái gì rồi làm những chuyện không đúng. Còn không con?